Người. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thì hiện con chưa trải qua mối tình nào. Chưa trải qua mối tình nào? Còn 25. Gì? Đúng rồi. Đi học có cần rút ai không? Dạ tất nhiên thì chắc chắn là ai cũng sẽ có cho mình những đối tượng yêu thích. Cũng, chỉ cũng có gọi, thích cũng, thôi. Dạ cũng có gọi là cảm nắng, cũng có rớt. Chưa hề biết hẹn hò, chưa biết nắm tay bạn gái luôn hả? Dạ vâng. Trời đất ơi. Rồi bây giờ không có chưa bạn gái bao giờ rồi làm sao có kinh nghiệm yêu đây? Thì bây giờ mới nhờ nhờ chị Ngọc Lan tư vấn cho. Không lẽ muốn đi hẹn hò rủ tôi theo để tôi chỉ cách hẹn. Dạ không, lúc đó là có kinh nghiệm rồi, lúc đó là về nhà mọi thứ đều có kinh nghiệm. Mấy bữa đầu có nhờ Ngọc Lan đi theo ha. Dạ. Rồi. Bây giờ nhà trai nhà gái đã có mặt rồi, mình làm thủ tục đầu năm đi. Dạ. Lì xì, chúc mừng năm mới. Đây, chúc mừng trai năm mới mạnh khỏe, em, hạnh phúc và thành công. Dạ vâng. Phát tài phát lộc nha. Dạ. Chị chúc cho em giống như là chú Quyền Linh chúc bạn trai bên kia vậy đó. Và chúc cho hôm nay tụi em sẽ bấm nút và dắt tay nhau đi về vui vẻ. Dạ em cảm ơn chị. Chào các bạn, chúc mừng năm mới bên nhà trai lẫn nhà gái nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về mình cho đối phương cùng biết. Em tên là Bùi Duy Đạt, năm nay em 25 tuổi. Em đến từ Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì con đang làm công việc tự do. Tự do? Dạ. Cụ thể là công việc gì? Thực ra con đang theo đuổi con đường về tài chính. Rồi, mời nhà gái. Lần đầu tiên nhân dịp năm mới, em xin gửi lời chúc đến chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng đến toàn thể quý khán giả đang ngồi tại trường quay cũng như quý khán giả đang theo dõi trên chương trình truyền hình, chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn nam bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Vũ Hồng Minh, em cũng 25 tuổi, hiện là đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Công việc cụ thể là làm kế toán cũng liên quan đến tài chính giống như bạn nam. Rồi khỏe, bạn đây kiếm tiền, bạn bên kia ngồi giữ tính toán. Dạ vâng. Ha, hợp lý. Bây giờ mình nói về điểm mạnh điểm yếu của nhau đi. Về tính cách thì em hòa đồng, thân thiện, biết quan tâm đến mọi người. Em cũng biết làm việc nhà, nấu ăn. Và đặc biệt là em rất là tự lập trong cuộc sống. Còn về nhược điểm thì em hơi nhát, đặc biệt là trong đám đông á. Nếu như mà toàn người lạ thì em rất là khó bắt chuyện. Một nhược điểm nữa có thể là đối với các bạn nam chắc cũng sẽ quan trọng, đó là em không biết make up làm đẹp. Không sao, chị thấy những cái điều người, em nói người khác make up cho. Đúng rồi, những cái điều em nói nó không phải là nhược điểm đâu, mà đôi khi nó lại là một cái điểm rất là đặc biệt và chỉ để chờ một người đặc biệt phát hiện ra cái điều đó của em thôi. Đó, cho nên là mình phải tự tin lên, không có gì hết. Rồi, bạn nam thì sao nào? Theo nhiều người nhận xét, bản thân em là một người vẫn còn ít nói, trầm tính, lề mề một chút xíu. Cái nữa gọi là nhiều lúc mà cũng hơi rời dây thu một chút xíu. Đó là nhược điểm ạ. Ưu điểm là một người hiền lành, hòa đồng với lại tất cả mọi người. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thì hiện con chưa trải qua mối tình nào. Chưa trải qua mối tình nào? Còn 25. Gì? Đúng rồi. Trời ơi. Để mình qua mình coi. Người con trai 25 tuổi vẫn còn riêng. Chào em. Em chào chị. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Dễ thương mà từ xưa giờ chưa biết yêu, chưa yêu ai luôn hả? Yêu chi sớm, 25 tuổi là 26 bắt đầu yêu là vừa. Hồi nhỏ đi học có crush rút ai không? Dạ tất nhiên thì chắc chắn là ai cũng sẽ có cho mình những đối tượng yêu thích. Chỉ cũng có gọi, cũng thích thôi. Dạ cũng có gọi là cảm nắng, cũng có rớt. Nhưng mà rồi cái thôi. Dạ. Trời đất ơi. Tôi trong sáng chứ không phải dạ. Như ai kia yêu sớm quá. Chưa hề biết hẹn hò, chưa biết nắm tay bạn gái luôn hả? Dạ vâng. Trời đất ơi. Rồi bây giờ không có chưa bạn gái bao giờ rồi làm sao có kinh nghiệm yêu đây? Thì bây giờ mới nhờ chị Ngọc Lan tư vấn cho. Không lẽ muốn đi hẹn hò rủ tôi theo để tôi chỉ cách hẹn. Dạ không, lúc đó là có kinh nghiệm rồi, lúc đó là về nhà mọi thứ đều có kinh nghiệm. Mấy bữa đầu có nhờ Ngọc Lan đi theo ha. Dạ. Rồi. Thì chị chỉ cho, ví dụ như tới lúc nào là mình phải nắm tay. Rồi mình nắm tay xong mình nói mấy câu rồi mình mới hung. Đó, mấy cái đó chị chỉ cho. Chúc chỉ luôn. Tôi bấm nút chỉ luôn nha. Chỉ trước luôn. Ngọc Lan yêu sớm lắm. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, 2-trong-1 làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1 giặt và xả tất cả trong một. Dạ. Chị yêu sớm lắm. Yêu sớm. Vậy là chị rất có kinh nghiệm về tâm chị lý bạn nữ. Chị rất có kinh nghiệm, yêu sớm thất bại cũng nhiều, cho nên là ngày hôm nay mới có rất là nhiều cái kinh nghiệm để mà nói trước với tụi em. Đó, để tụi em tránh những cái trường hợp mà để thất bại như chị đó. Được, tôi qua tôi coi nhà gái coi sao. Gì mà lớn quá vậy? Lớn quá. Ai cũng chào chú à, xin chào con. Dạ. 25 tuổi hả? Dạ, con cũng 25 tuổi. Con thích người đàn ông như thế nào? Nói chung là con thích một bạn nam chín chắn một xíu, chính có chắn. Công việc ổn định và đặc biệt là phải ăn nói lịch sự.
Con thích một người nam giống anh hai con. Anh hai con hả? Dạ. Anh hai con sao? Trưởng thành nè. Ăn nói lịch sự. Và rất là chiều người yêu. Bên kia có giống vậy không ta? Chưa yêu bao giờ nên chưa biết là có chiều hay không. Không, giờ hỏi thiệt, giờ có bồ có chịu không? Tính em thì rất là dễ chịu, nên chiều bạn nữ hoặc là người yêu của mình, đó là việc đương nhiên của một người bạn trai rồi. Chưa có chiều bao giờ đó, đừng nói trước nha. Chiều người yêu khó lắm. Ở đây, bên đây người ta có anh hai, là biết cô này ở nhà được cưng lắm nè, được anh hai cưng. Đúng lắm rồi, nè, nhóm cho nên rất lắm là thân tượng anh hai. Nên là bây giờ việc trước mắt nha, cua được cô này rồi, đúng không? Bấm nút rồi, muốn thân hơn nữa là phải về cua luôn ông anh, hiểu về không? Phải ở đây không phải là cua kiểu tình ái, mà là mình rủ anh để uống cà phê nhiều, thậm chí lâu lâu đi nhậu để mình hỏi về em của họ coi như thế nào để mình chiều, đúng không? Đó là cái cách tiếp cận đó, có kinh nghiệm đó. Đúng rồi đó, chị Lan nói đúng đó, phải tập trung vô anh hai là chính. Đúng. Làm sao để em được giống như anh hai. Đúng rồi. Qua cửa anh hai trước mới tới em gái nha. Bây giờ con không thích điều gì đàn ông? Con không thích đàn ông nhất là hút thuốc, tại con không có ngửi được mùi thuốc lá. Con hút không? Dạ không ạ. Giỏi. Không bao giờ hút ạ. Giỏi kiếm tiền được không con? Dạ cũng được. Nếu giỏi kiếm tiền thì chị cũng sẽ giúp con, chỉ con cách kiếm tiền chứ. Đúng rồi. Bên bà giỏi kiếm tiền không bà mối? Trời ơi, ông lộn rồi. À lộn rồi. Ừ. Qua trở lại đi. Lộn, tôi tưởng tôi bên nhà giờ gái. Giờ tôi hỏi nè, bên nhà ông có đàn ca gì được không? Dạ thì con cũng có biết hát một chút chút thôi. Thử cho bà mối bà nghe coi. Nào. Tình yêu đó riêng trao em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mối tình khát khao, đời bao giông tố, đời nhiều chông gai. Anh vẫn yêu tình yêu có em thôi, đến suốt đời. Được chưa? Hát chơi vui thôi đó. Tại cũng không có hay xin. Mà hát chơi vui thôi. Tưởng đó. Hát không hay ai về hay không tưởng. Được chưa? Dạ được. Tài lẻ vậy được chưa? Dạ rất. Bên đây là rất đó. Là chăm cho. Nhà trai tôi chào hàng vậy thôi. Một là kiếm tiền giỏi, hai là hát hay. Thử tài lẻ nhà gái có gì không? Mình có hát lại, trả lại một bài em tị. Chứ để thôi mình quê đó. Em sẽ hát tặng anh em một bài. Nhưng mà thực sự là em hát không được hay. Thì mong bạn nam bên kia lắng nghe. Không cần hát hay, chỉ hát bằng trái tim của mình thôi. Hát có nhiêu mình hát nhiêu. Love in your eyes, sitting silent by my side, going on, holding hands, walking through the night. Hold me up, hold me tight, lift me up to touch the sky, teaching me to love with heart, helping me open my mind. I can fly, I'm proud that I can fly, to give the best of mine, to the end of the time. Believe me, I can fly, I'm proud that I can fly, to give the best of mine, the heaven in the sky. Được. Nghe cũng ngọt, dễ thương. Trời ơi, trời giỡn dễ quá. Thương. Nãy giờ tôi vẫn chưa biết là cái anh bên kia là anh có cái nhu. Mẫu hình lý tưởng đúng không? Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết. Mẫu hình lý tưởng cho bà mối biết coi có trùng khớp với bên kia không? Là một bạn nữ hiền, hiện đại, lễ phép mọi thứ và dễ thương chút xíu hơn được rồi. Dư. Với đánh giá của Mai dư. Tôi thấy nãy giờ ổn định rồi đó. Dạ, đó. Khỏe rồi đó. Khỏe re. Mình đã thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi. Đã hợp nhau nhiều thứ lắm rồi. Bây giờ hỏi ý kiến bên nhà gái coi sao. Dạ, nhà gái mình đi với ai cưng? Dạ, em hôm nay em chỉ đi với một người bạn thân của em. Bạn thân ha. Dạ, em chào chú Yên Linh. Em chào chị Ngọc Lan. Thì lời đầu tiên thì em xin chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng. Em là bạn của mình. Theo nhận xét của em á, em thấy bạn nam khá là hiền và thật thà. Em thấy là hai bạn là khá là hợp. Thì em cũng hy vọng là hai bạn có thể bấm nút và cho nhau một cái cơ hội để làm quen. Rồi, cảm ơn. Mình đi với ai vậy? Dạ, ngày hôm nay thì con đi với lại hai người em học cùng. Dạ, em xin kính chào hai MC và kính chào quý khán giả có mặt trong phim trường ngày hôm nay. Em là Hưng, là bạn rất thân với anh Đạt. Anh Đạt thì có thể là hơi ít nói nhưng mà
Anh rất là mạnh mẽ và có bản lĩnh trong công việc. Cả hai cũng nhiều điểm tương đồng, rất là hợp nhau. Và mong là cả hai cho nhau một cơ hội. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn nhà trai. Mình đã tìm hiểu nhau, cảm nhận nhau qua cái hàng rào, cùng nghe người thân góp ý rồi. Bây giờ chúng ta trực tiếp gặp nhau. Đúng. Coi nó làm sao. Mở rào. Chào bạn, mình có món quà tặng cho bạn ngày hôm nay. Dạ, em cảm ơn. Không biết là em có được mở ra không? Dạ, được. Bạn cứ mở. Thế lịch sự chưa? Dạ, được luôn. Đây. Đây là một cái hình tượng hai ông bà đang ngồi trên một chiếc xe. Mua cái này thì mình liên tưởng đến cái ý nghĩa đó chính là chúc cho bạn sẽ tìm được một người và sẽ cùng người đó đi trên con đường tình yêu và trên con đường hạnh phúc của mình. Bạn có hy vọng người đó là bạn không? Thì mình cũng rất là hy vọng điều đó. Câu hỏi hay. Rất là hay luôn. Mình cũng có một món quà muốn tặng bạn. Anh với em đi cho nó tình cổm đi. Người ta chưa yêu bao giờ, người ta không biết đâu. Tặng bạn cuốn sách. Thì mình về chỗ ngồi đi, mình sẽ nói ý nghĩa cuốn sách cho bạn nha. Trước khi đến chương trình, mình không có biết là sở thích và tính cách của bạn như thế nào để lựa một cuốn quà cho phù hợp. Vì vậy là mình mua một cuốn sách. Đó là cũng là cái mong ước của mình, là từ khi mà mình còn sinh viên, mình muốn tìm một người bạn trai. Có thể là ngoài những cái thời gian là hai người cùng đi chơi, cùng trò chuyện, thì sẽ đặt ra cho cả hai những mục tiêu. Ví dụ như là học tiếng Anh chẳng hạn. Mình hy vọng sau chương trình mình với bạn sẽ cùng đặt một mục tiêu và cả hai sẽ cùng phấn đấu đạt được nó. Thực sự mình cũng rất là nhát, cũng không biết nói gì nhiều hết. Mình thấy bạn hát rất là hay, hay là bạn có thể tặng mình với khán giả ở vườn quay một bài hát nữa được không? Chắc chắn. Nắm tay nhau hát nào. Không có giỏi về mấy vấn đề này thì ngày hôm nay thì mình cũng sẽ tặng bạn với lại tất cả mọi người thêm một bài hát nữa. Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời, anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó, nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều, yêu em không cần lý do. Thật ra là đó là hình ảnh mà tương lai các bạn sẽ đạt được. Mình cứ mong muốn như vậy đi. Rồi ngồi xuống đây nào. Dạ. Bây giờ mình nói một chút xíu đi. Quan điểm về cuộc đám cưới một ngày sớm nhất, rồi tài chính về nhà ai giữ. Rồi bắt đầu từ bạn trai đi. Thế thì quan điểm vấn đề về hôn nhân thì mình cảm thấy là bây giờ mình vẫn còn rất là trẻ và công việc nó chưa ổn định lắm, cũng chưa có nghĩ được đến hôn nhân. Khoảng phải có một mục đích nào đó. Đúng rồi. Phải có mục tiêu em phải đặt ra thì em mới kiếm tiền được. Dạ, vậy chắc khoảng 4 năm nữa chứ. Em thấy bạn Nam chia sẻ cũng giống em á, cũng thấy là cả hai còn rất là trẻ, cần phải học hỏi và hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Rồi khi nào thật ổn định thì mình sẽ nghĩ đến chuyện đó, không sao cả. Rồi, quan điểm về kinh tế, về nhà thì tiền bạc ai giữ? Tài chính thì mỗi người đi làm thì cũng có một cái khoản lương riêng, thì mình có đó mình giữ và mình sẽ trích ra một khoản lương chung. Còn vấn đề mà đưa tiền cho vợ thì cũng không thành vấn đề. Dạ. Vợ mình mà, đâu phải vợ ai đâu. Đúng rồi, mang tiền về cho vợ. Mang tiền về cho vợ, dạ, không thì phải đi ở đợ. Dạ. Không muốn ở đợ thì mang tiền về cho vợ. Đi làm chứ đâu có lương. Nói rã họng từ qua tới giờ chứ đâu có đồng lương nào đâu. Có nhiêu đem về hết. Mang tiền về cho vợ, vợ đưa tiền đi chợ. Quan điểm là vậy. Cả hai đều đi làm thì cũng giống bạn Nam là trích ra một khoản chung chi tiêu. Bạn Nam nếu như mà đi cần đi ra ngoài nhiều thì cũng cần có một nguồn tài chính trong người. Em cũng không có muốn là giữ nhiều, đủ để chi tiêu trong gia đình rồi. Bây giờ nãy giờ mình phân tích ra tất cả mọi thứ thấy cũng ổn rồi ha. Bây giờ chúng ta tiến hành bấm nút thôi. Các bạn cứ suy nghĩ thế nào các bạn làm theo nhịp đập trái tim của mình là được rồi ha. Cá nhân chị Ngọc Lan thì rất thích hai bạn bấm nút, bởi vì hai bạn rất là đẹp đôi, rất là dễ thương nào. Đã sẵn sàng, sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ có quyết định. Và khi quyết định, chúng ta phải có trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn Nam không bấm. Tôi lý không do tại sao bạn Nam không bấm? Thực sự là bạn nữ rất là dễ thương. Nhưng thực sự là con vẫn... tim con vẫn chưa có được rung động hoặc là chưa có được cảm nhận đủ cái để mà mình tiến tới với một cái sự nghiêm túc. Đó là sự chân thành từ trong đúng, tim con. Bạn trai rất là nghiêm túc trong chuyện đó. Thật ra khi ngồi ghế bằng với họ, các bạn đều nghiêm túc.
Tôi thấy rằng bạn gái ở đây rất là tuyệt vời. Bạn ấy có cách hoạt ngôn cũng rất là tốt. Cách nói chuyện bạn ấy đi sâu vào lòng người luôn. Và gương mặt rất là hiền hậu. Có lẽ là bạn trai chưa thấy hợp với mình điều gì thôi. Nhưng với tôi thấy bạn gái là tuyệt vời đấy. Không sao, chúng ta còn rất là nhiều cơ hội. Bởi vì chúng ta còn quá trẻ mà. Đúng rồi. Tuổi của các bạn là cần phải được trải nghiệm. Không sao cả, có thể khi xuống sân khấu các bạn làm bạn với nhau. Đúng chia rồi. Sẻ với nhau trong công việc. Bởi vì cùng ngành với nhau. Đúng mà rồi. Trước khi đến chương trình thì con cũng ấy là có mục tiêu là sẽ dù ấy thì con cũng sẽ bấm nút và cho bạn Nam cơ hội. Thì nếu như bạn Nam đã có cảm nhận về thì con rất là cảm ơn bạn Nam. Vì bạn ấy rất là thật, nói thật với cảm xúc của mình, chứ không phải là bấm nút để rồi về và trao cho nhau những cái câu nói không có còn đúng như thực tế cho chương trình đã thể hiện. Thì con cũng rất là cảm ơn bạn Nam. Chúc bạn Nam sẽ thành công trong cái cộng đường sắp tới. Cảm ơn rất là nhiều. Rất văn minh. Và chúng ta sẽ có những phần quà từ chương trình. Tại vì mình cứ chờ người ta hoài mà chờ hoài không được thì chờ em gái. Nên, dạ, em quen hai người thì người nào cũng kêu em chờ hết. Quen 2 tháng bây giờ em lên đi tìm người yêu luôn. Không, em đăng ký từ cái lúc mà quen người ta là em đăng ký từ năm 2017. Trời ơi, 3 năm rồi. Quen chờ hoài luôn, người ta cũng không cưới em. Thì em mới chạy xuống chương trình này mấy lần rồi. À, vậy tôi nghiệp dạ. Em có gì không? Em quen ai cũng kêu em chờ hết. Tội nghiệp không? Nay đừng có nói em chờ nữa nha. Nhưng mà hai mối tình kia là em yêu sâu đậm chưa? Dạ thì mình thấy mình lớn tuổi rồi, mình cũng lập gia đình, cũng thấy người ta mình cũng lập gia đình cho nó ấy. Tại vì lúc mà còn trẻ thì ráng làm việc, rồi bây giờ lớn tuổi mình giật mình lại là mình muốn lập gia đình thì mình giờ thật sự là cô ấy muốn có gia đình để gọi là yên bề gia thất đúng không? Dạ. Đường tình duyên cũng trắc trở. Đường tình duyên của chú bộ đội này có trắc trở không? Dạ không ạ. Không hả? Có mấy mối tình rồi? Dạ, chỉ có một, em chỉ có một mối tình một với mối tình. Người vợ quá cố của em thôi ạ. Thì cũng báo cáo với anh thì em là cái người có gia đình. Vợ em thì là cô giáo. Nhưng vợ mất lâu chưa? Dạ, vợ em mất 2017 ạ. Rồi đồng chí có mấy cháu? Dạ, em hai bây giờ hiện tại là hai cháu. Cháu lớn bao nhiêu tuổi? Cháu lớn hôm nay là 17 tuổi, đang học lớp 11 ngay trường. Cháu nhỏ? Cháu nhỏ hôm nay là 11 tuổi. Là ở với ai? Rồi xin mời nhà trai giới thiệu cho nhà gái biết. Lời đầu tiên thì xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, cùng các bạn trong khán phòng. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Bùi Văn Khoan. Hiện nay đang công tác tại phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Chức vụ của em thì hiện tại giờ là thợ sửa chữa vũ khí bộ binh. Chứ là quân hàm thì đại úy. Em năm nay thì 43 tuổi ạ. Rồi bây giờ bên nhà gái mình dõng dạc lên mình giới thiệu về bản thân mình đi nào. Em xin tự giới thiệu. Em là Nguyễn Ngọc Hà. Nghề nghiệp của em là kế toán. Em sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh. Em 45 tuổi. 45 tuổi. Kế toán đang làm việc ở Tây Ninh, tên là Hà. Hà khoan 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 khoan, khoan. Như vậy là bạn bên kia nhỏ hơn bạn, bên đây 2 tuổi, nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Khoan nói một chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho đàn gái nghe. Mình nói lớn lên là Khoan nói đúng như rồi. Ngoài ở ngoài quân trường vậy đó. Về cái ưu điểm của tôi thì lập trường luôn muốn vàng và luôn cầu tiến. Trong công việc thì luôn siêng năng chịu khó. Với gia đình thì luôn luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho gia đình. Có điểm yếu nào không Khoan? Dạ có. Bây giờ thì cũng báo cáo với anh Quỳnh Linh với quý vị thì ngồi ngay tại đây thì cũng đã biết yếu rồi. Cái gì thì cái, nói gì thì nói. Về cái hậu phương nó rất là quan trọng. Một người phụ nữ và người ta ở phía sau mình là người ta sẽ giúp đỡ được cho mình để cho mình làm tốt được cái nhiệm vụ của người chiến sĩ. Thì đấy là một cái điểm yếu. Ở đằng sau người ta nói nôm na như dân gian, người ta thường nói nhất vợ nhì dời á. Khó, cái gì cũng có, phải là có người phụ nữ để mà chăm sóc cái hạnh phúc của mình, lo lắng và quan tâm, chia sẻ với mình, đồng hành với mình để giữ gìn cái hạnh phúc mà lâu dài nhất. Rồi nhà gái, ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là chăm chỉ, biết lắng nghe. Còn nhược điểm của em là nấu ăn không được ngon lắm. Rồi vậy thôi đó hả? Còn khuyết điểm gì nữa không? Hay nóng tính.
nói hoài mà người ta không nghe thì mình nóng tính. Nóng là la hét sùm đập đồ. Dạ không, không đập đồ, tại vì đập đồ nó thiệt hại. Không bao giờ đập đồ. Đúng rồi, kế toán mà. Dạ. Một món đồ bao nhiêu tiền là mình biết hết đúng không? Dạ. Rồi em có tin người không? Rất dễ tin người. Tin người là tin về lời nói thôi, chứ là tiền bạc thì không tin được. Đường tình duyên sao em gái? Dạ, đường tình duyên thì thương, cũng có thương người ta, nhưng mà người ta không thương mình. Tại vì người ta nói mình về chiều cao nó không được cao, hay là giờ người ta khó quá. Mình khó quá hả? Dạ. Nhưng mà ý là em có thương mấy người rồi? Có thương hai người. Ta nói là hơi nhỏ con. Ừ, cả hai người luôn. Đó là lý do chia tay nhau. Với lại người ta nói mình, người ta không vừa lòng mình, cái điểm gì mình cũng không biết. Có thể là người ta nói mình hơi cứng rắn, làm cái nghề kế toán là hơi cứng rắn, cứng rắn khô khan đó đúng không? Vậy là cái người mà cái mối tình mà gần đây nhất là em chia tay bao lâu rồi? Dạ em chia tay cũng mấy tháng, tại vì người ta nói là em quen ai ta cũng cứ chờ không, mà em thì ngày càng lớn tuổi cứ chờ, em cũng biết chờ đến bao giờ. Bây giờ em muốn lập gia đình đúng không? Dạ. Tức là lý do chia tay là coi như là người ta cứ lập lờ người ta đó, không đúng có không? Muốn không có muốn mình á, người ta không muốn cưới mình, hay là người ủa, ta nhưng không mà quen mình. Bao lâu mà mới chia tay mấy tháng rồi em gái? Quen 2-3 năm rồi anh, tại vì mình cứ chờ người ta hoài mà chờ hoài không được thì rồi em gái. Dạ em quen hai người thì người nào cũng kêu em chờ hết. Rồi 2 tháng tới giờ em lên đi tìm người yêu luôn? Không, em đăng ký từ cái lúc mà quen người ta là em đăng ký từ năm 2017. Trời ơi, 3 năm rồi. Qua ai luôn, người ta cũng không cưới em. Thì em mới chạy xuống chương trình này mấy lần rồi. À, vậy tội nghiệp em có gì không? Em quen ai cũng kêu em chờ hết. Tội nghiệp không? Nay đừng có nói em chờ nữa nha. Nhưng mà hai mối tình kia là em yêu sâu đậm chưa? Dạ, thì mình thấy mình lớn tuổi rồi, mình cũng lập gia đình, cũng thấy người ta mình muốn lập gia đình cho nó ấy, tại vì lúc mà còn trẻ thì ráng làm việc, rồi bây giờ lớn tuổi giật mình lại là mình muốn lập gia đình thì mình giờ thực sự là cô ấy muốn có gia đình để gọi là yên bề gia thất đúng không? Dạ. Đường tình duyên cũng trắc trở, đường tình duyên của chú bộ đội này có trắc trở không? Dạ không ạ. Không hả? Có mấy mối tình rồi? Dạ chỉ có một, em chỉ có một mối tình, một mối tình với người vợ quá cố của em thôi ạ. Thì cũng báo cáo với anh thì em là cái người có gia đình, vợ em thì là cô giáo. Như vợ mất lâu chưa? Dạ vợ em mất 2017 ạ. Rồi đồng chí có mấy cháu? Dạ em hai, bây giờ hiện tại là 2 cháu. Cháu lớn bao nhiêu tuổi? Cháu lớn hôm nay là 17 tuổi, đang học lớp 11 ngay trường. Cháu nhỏ? Cháu nhỏ hôm nay là 11 tuổi. Là ở với ai? Bây giờ hiện nay là đang ở với em ạ. À ở với em. Vâng. Là em đang ở Tây Ninh luôn. Vâng. Là Tây Ninh em ở với ai nữa? Em ở Tây Ninh thì em chỉ ở một mình thôi, với 2 con ạ. Nhưng mà một con thì bây giờ đang học ở thành phố. Gà trống nuôi con. Em có nghe tình trạng của bạn này không? Sao suy nghĩ sao nè? Có bị ngại cái chuyện là anh đã có 2 con chưa? Có con ngại không? Có con thì cũng không sao, nhưng mà em sợ là cũng như là những đứa bé nó còn nhỏ đó thì cần cái sự chăm sóc của cha nhiều hơn đó, thì người đó nó không quan tâm tới em. Cái vấn đề là do mình hết. Các cháu nó đã có 3 rồi nhưng nó thiếu mẹ. Thành ra nếu mà em hay á là em là mẹ của tụi nó luôn đó. Thực sự mà cái điều đó là do mình hết. Hiểu chị không? Anh này á là bây giờ anh đi tìm vợ, trong khi em á, hai người kia cứ kêu em chờ hoài, trong khi em lại đang đi tìm chồng, đúng không? Dạ. Yeah. Chị nói cái này là ông tơ bà nguyệt rồi. Nói nghiêm túc luôn ha. Thôi bây giờ vậy đi, mình hỏi đi với ai đi, để hồi cho các bạn gặp mặt nhau rồi tự các bạn sẽ nhận được tín hiệu của nhau ha. Ừ. Em đi với ai? Dạ em đi với thủ trưởng và các đồng chí của em ạ. Xin chào hai MC, anh Huyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào hai anh chị. Tôi tên là Huỳnh Trung Hậu, phó chủ nhiệm phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, thủ trưởng trực tiếp của đồng chí Khoan. Nói về đồng chí Khoan, công tác trong quân ngũ cũng khá lâu mà đồng chí đã tự mình vươn lên. Gia đình đồng chí ở ngoài Thái Bình lắm, nhưng mà một thân vô đây lập nghiệp. Về công việc thì đồng chí cũng rất là tận tâm. Ngoài cái nhiệm vụ chính được giao, đồng chí còn có nhiều cái tài lẻ nữa. Mong muốn là đồng chí có một cái người bạn gọi là
đồng hành chia sẻ trong những cái khoảng đoạn đường còn lại. Chị bên đây thì theo cảm nhận của tôi thì thấy chị cũng hiền, chất phác. Và được cái lợi thế là chị cũng công tác ở tỉnh Tây Ninh. Nên thành ra là cũng mong muốn là hai anh chị sớm là có một cái điều gì đó nó vui, báo tin đến chúng tôi và cũng như tất cả các đồng đội ở nhà. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn thủ trưởng. Em đi với ai vậy? Em đi với gì em? Xin chào hai MC Quyền Linh với cô Hồng Vân. Dạ, chào dì. Thì tôi là dì của Ngọc Hà. Dạ. Thì tôi nhận xét cháu tôi như thế này. Từ hồi nhỏ thì tuổi trẻ thì nó chỉ biết là thích đi làm ăn, lo làm ăn, rồi kiếm tiền, mà nó không nghĩ tới cái tương lai. Rồi bây giờ thấy nó lớn tuổi thì gia đình cũng đốc thúc nó đi lập gia đình để có một chỗ nương tựa. Xin lỗi kêu bằng cháu nha. Thầy cháu khoan bên đây. Tôi nhận xét chú thì cũng trong cái môi trường của bộ đội thì cũng nghiêm túc, chân thật. Vì cũng nói như thế này, nếu mà con chia sẻ con thương con chồng thì con chồng cũng thương lại con. Con cho đi thì con sẽ nhận lại. Chị có ý như vậy thì cái này là cũng do nữa hai đứa quyết định. Cảm ơn dì. Hay quá, dì nói hay quá. Nói quá hay luôn. Rồi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Nào, đại quý Khoan. Anh chào em. Dạ. Anh, lần đầu tiên mới gặp em, anh tặng em bó hoa xinh tươi. Dạ. Em không làm trợ lý cho. Rồi, anh, với anh thì cũng không có gì ngoài cái tấm lòng chân thành. Dạ. Anh mong muốn em đón nhận. Cái gì á, Khoan tặng cái gì nói đi Khoan. Dạ. Cái đó là cái gì trong cái hộp đó? Một cái đồng hồ ạ. Mở ra đeo. Đây. Đúng cái này rồi. Tay trái hay tay phải? Một cặp luôn. Bóp cho nó chặt cuộc đời vô. Quá trời đẹp rồi. Hợp không? Quá đẹp luôn rồi. Giờ em tặng đi, em mở ra coi ý nghĩa là gì. Dạ, một trái tim ạ. Dạ. Cái này thì em muốn tìm một cái trái tim để mà đi hết cái đoạn đường đời của em á. Nói chung là tặng trái tim là mình đó là cái tình đó. Cảm chân thành của em thì dù là chưa biết như thế nào, nhưng khi vừa gặp em thì những cái đó thì em cũng đón nhận cái tình cảm chân thành của em. Yeah. Em cảm nhận anh như thế nào? Em thấy anh cũng đẹp trai, hiền, thật thà. Anh thì mới gặp em lần đầu. Yeah. Tuy nhiên là anh thấy em cũng rất là đẹp gái, xinh gái, dễ thương. Yeah. Thì đây là một cái tình cảm mà anh muốn đến với chương trình này. Thì cũng mong rằng em cho anh một cơ hội. Dạ. Cái giọng em rất là hay. Em biết hát Thuyền và Biển không? Dạ em biết hát ạ. Tại sao không hát cái đó tặng cho riêng người yêu của em? Ơ hay nhỉ. Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mới mong nhường nào. Hát rất hay. Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu, về đâu. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau dặn vỡ. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau dặn vỡ. Nếu từ ra thuyền rồi, biển chỉ còn sóng gió. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố. Hay quá trời ơi. Bây giờ hãy nói gì với Khoan đi. Anh cảm nhận của em sao? Thì em dễ thương. Anh có ngại quen người lớn tuổi không? Anh không có quan trọng về cái thể chất, mình hình dung bên ngoài. Nói chung là sao cũng được. Nhưng miễn là có tấm lòng hiền lành, chịu khó, biết yêu thương, đại lượng vị tha và giàu lòng tình cảm.
trung hậu, thật thà và dám yêu anh. Hà có dám không? Hà. Hà. Dạ. Anh định một câu coi Hà có dám không? Dám, nhưng mà em ngại quen người nhỏ tuổi, tại vì không. người ta sẽ bỏ mình đó, phụ nữ thì nó không ngại. Dạ. Anh cũng không ngại, anh cũng giới thiệu với em. Thì bà xã anh là giáo viên, nhưng bà xã anh cũng lớn hơn anh 2 tuổi. Đó là cái chuyện mà Hà ngại đây không phải là ngại gì, mà ngại là nhỏ hơn sau này bỏ cổ nữa. Hứa gì với Hà? Hứa nói lớn lên cho mọi người. Anh sẽ không bao giờ bỏ em gì đó, hứa đi cho Hà tin đi. Anh sẽ hứa với em trước người lính và tất cả các bạn cùng đến đi khán phòng, là anh sẽ yêu thương em và chăm lo và cho các con em là có mang lại một cuộc sống hạnh phúc nhất, đặt cái niềm tin với cha mẹ hai gia đình hai bên cũng như là đồng đội của anh có mặt hôm nay. Em cảm nhận gì anh rất là chân thành. Em cũng không nghĩ là anh lấy vợ là lớn hơn 2 tuổi, tại vì ở trong miền Nam này hầu như là người ta không thân thích lấy vợ lớn tuổi hơn. Hồi nào vậy? Hồi nào vậy? Hồi nào? Em cảm nhận như vậy đó. Với lại khoa học người ta chứng minh là phụ nữ thì suy nghĩ trước đàn ông tới 4 tuổi là. Em hỏi chị Dân kìa, kinh nghiệm đó. Hồi nào vậy? Tôi đứng kế bên cô là tôi cũng vậy đó. Ừ. Đây tôi còn hơn tới 3 tuổi lần đó hồi nãy. Nếu mà có kết hôn thì em không biết là mình còn khả năng sinh sản hay không, mình cũng không biết. Nhưng mà em mong muốn không? Em cũng mong muốn lắm. Còn đó, làm nhanh nhanh còn đó. Ừ, làm liền. Nếu vậy là làm liền là còn á, đảm bảo luôn. Nếu em có nhu cầu thì khả năng thì anh nghĩ là cái đó nó cũng mang lại cái tình thương yêu và trách nhiệm chia sẻ, nó có cái sự gắn kết trong gia đình, cái tình yêu nó sẽ nảy nở và nó sẽ có cái cầu tiến để chúng mình có được cái chiều dài trong cuộc sống. Anh hy vọng nó sẽ tốt hơn. Bây giờ anh hỏi thật Hà nè, trái tim mình có một chút nào nó rung động, có một cảm tình gì với chú bộ đội này không? Dạ có. Có không? Dạ có. Có là ngon rồi. Hai người nắm tay cho thử coi. Chỉ cần có là được tay. Rồi. Không có bắt tay. Hai cái tay nắm như không phải, hai người nắm xen tay vô vậy nè. Trời, nắm tay tôi cũng chỉ nó chết rồi. Không phải chơi thì chơi cũng bắt. Trời ơi, nắm tay mà chưa biết nó chết rồi. Cảm giác sao hả? Cảm giác. Hả? Dạ cảm giác nó, tay anh thì nó lạnh mà tay em thì nóng. À, Hà có tin tưởng chú bộ đội này sẽ làm bờ vai vững chãi đi, đỡ đần cho Hà không? Em tin. Bây giờ nè, đâu hai người ôm nhau thử cái coi cho nó ấm áp coi. Ôm chặt vô. Ôm chặt vô Hà, đứng yên nguyên, đứng yên nguyên. Đứng yên, ôm sao, tự ôm sao đâu dưới mông vậy. Đó. Ôm chặt vô coi Hà. Em cảm thấy Hà cảm nhận thế nào? Dạ thấy em. Dạ thấy em. Thấy thích không Hà? Thích không? Thích. Thích. Rồi vậy là ok rồi. Thích được rồi. Bây giờ để tay nút bấm đi. Đó, chuẩn đó, bị. Đó. Một. Về một nhà. Hai. Tay về một nhà. Ba. Ba. Yeah. Hai chiếc cặp rồi. Đứng lên. Đó chỉ là thủ tục thôi. Nắm đi nắm, giờ nắm thiệt rồi đó. Đó. Trời ơi, cái đồng hồ cặp cưng quá. Đẹp quá à, cưng á. Rồi. Xin phép gì cho hôn trước mắt thì lần đầu tiên thì gặp em thì xin phép gì cho con xin được ôm hôn em. Em có đồng ý không? Mấy. Ôm chặt đó. Vô hôn nhờ, ôm chặt hôn vô hôn. Hôn này, hôn má nè. Chặt vô. Quyết liệt, mạnh lên để nguyên. Lại chưa. Bên kia nữa. Hai bên luôn. Hà hung lại. Khoan. Thầy ngại không? Không có. Ở đây không có gì là phải ngại cả nào. Em không. Đợi nó nào hai ba. Cứ cúi xuống. Trời ơi. Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàn. Im buồn từ xa. Ta người đồng bằng biên tô non sông. Từ nay ra chi anh hào.